Chiều ngày hôm nay giữa hai đội bóng cùng chạm trán của Trần Hưng Đạo 1998 và cao thủ Trần Vũ 1998, những người đã rất xuất sắc để có mặt ở trận chung kết của CDA ngày hôm nay. Ngày hôm nay như để ủng hộ thêm cho trận đấu rất được chờ đợi này, thời tiết đang là vô cùng thuận lợi và lượng khán giả đến với trận đấu ngày một đông hơn. Và sau hiệp một thì những người được quyền giao bóng trước sẽ là các cầu thủ bên phía đội bóng Trần Phú 1998 Hà Nội với bộ trang phục giống với màu áo truyền thống đỏ lam của Barcelona, và họ sẽ là những người bảo vệ phần sân bên phía tay trái màn ảnh của quý vị và các bạn với bộ khung xuất phát gồm có số 1 Thủ Thành Linh Cu, số 4 Trung Đình, số 8 Lân Cu Ly, số 10 Quỳnh Chuối, số 33 đội trưởng Hải Lớ, số 96 Hưng Boy và số 99 đó là Dũng Bầu. Còn bên phía phần sân đối diện đó là Trần Hưng Đạo với bộ trang phục màu trắng. Bộ trang phục khiến chúng ta liên tưởng tới trận El Clasico về màu trắng với Real Madrid. Và họ sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay phải với đội xuất phát gồm có số 3 Tuấn Ngô, số 9 Đức Cụ, số 11 Song Toàn, số 18 Vinh Tấu, số 34 Hoàng Bách, số 39 Đức Tập và cuối cùng đó là thủ thành mang áo số 95 Hải Lâm. Những con người tốt nhất cũng đều đã được sử dụng trong trận đấu này tới từ cả hai đội. Và chắc chắn đây sẽ là những phút giây cực kỳ gay cấn và bùng nổ để tìm ra nhà vô địch. Đã làm cực kỳ hoành tráng ngày hôm nay. Sút bóng rất nguy hiểm và đó là cản phá tới từ Linh Cu. Ngay từ những phút giây đầu tiên thì thủ thành của đội bóng Trần Phú đã phải trổ tài. Chỉ có đôi chân của Linh Cu người nhanh của thành phố Hồng đã cản phá thành công. Trong trận đấu cuối cùng của chung kết Serie A, tạt bóng vào phía trong của Dũng Bầu đang có những động thái đáp trả tới từ các cầu thủ bên phía Trần Phú, nhưng tuy nhiên thì những động thái này nó chưa đủ sức nặng
để một pha căng ngang cắt bóng tốt, lên bóng dành cho Trần Hưng Đạo, pha trọng kẹt tuyệt hay, cơ hội để thoát xuống, Quảng Trương không kịp mất rồi, nỗ lực không thành công tới từ Vĩnh Tấu, trận đấu đang được đẩy lên với một tốc độ tuyệt vời vào lúc này, Thái đội liên tục tạo ra những pha ăn miếng trả miếng và chắc chắn những người được hưởng lợi nhiều nhất chắc chắn cũng là các khán giả. Đánh đầu, đó là pha trả ngược. Bên thì Hải Lỡ đã băng về và có một pha cản phá. Alo. Mà giao diện của Hải Lỡ rất giống với Ronaldinho quả bóng vàng năm 2005. Cú thả khá hay nhưng đáng tiếc là nó lại đi không chính xác vào tình huống vừa rồi. Trận chung kết đang có được phút dạo đầu tương đối ấn tượng và không biết liệu ở những màn điệp khúc nó sẽ diễn ra như thế nào đây. Chúng ta hãy cùng chờ đợi ở phía trước với kịch bản của cuộc chạm trán ngày hôm nay. Một cuộc đấu hẹn sẽ còn rất nhiều điều bất ngờ phía trước mà chúng ta khó có thể đoán định được. Và xử lý vẫn không thành công. Cắt bóng chính xác tới từ cao thủ Trần Phú và thu hồi của Lân Cu Ly, người đang chơi ở vị trí tiền vệ. Sút bóng ngay, câu trả lời đã được đưa ra lần đầu tiên tới từ các cầu thủ bên phía đội bóng Trần Phú 95-98 và đó là cú dứt điểm của số 33 Hải Lỡ. Cú mở tốt tới từ Hoàng Bách. Chắc chắn để đến được với trận đấu chung kết của Serie A ngày hôm nay thì Trần Phú và Trần Hưng Đạo họ đều đã duy trì được một phong độ rất ổn định cùng với sự xuất sắc trong những trận đấu loại trực tiếp. Thì họ mới có được những cơ hội để góp mặt trong trận đấu cuối cùng này. Một trận đấu rất quan trọng và không có chỗ cho những sai lầm. Mỗi sai lầm ở những trận đấu như thế này đều sẽ phải trả những cái giá rất đắt. Cú thả rất hay và tiếp tục lại là cơ hội. Nhưng ngày hôm nay Linh Cu đang cho thấy được một khả năng ra vào cực kỳ ấn tượng. Rõ ràng là thủ thành báo số 1 đang đóng góp tới 50% sức mạnh của Trần Phú lúc này. Khi mà anh trong những phút giây đầu tiên khi mà đội bóng của anh gặp khó thì anh liên tục là người hùng với những pha cứu thua rất ấn tượng. Mất bóng nguy hiểm, quá người và xử lý vẫn chưa thành công. Và càng ngang đầy nguy hiểm. Nhưng đây sẽ là cội lên bóng dành cho Trần Hưng Đạo. Tốc độ vẫn chưa được giảm xuống bất kỳ đến từ cả hai bên. Pha B quá hay. Qua xử lý tưởng chừng như chỉ xảy ra ở những cầu thủ lớn, ở những sân chơi đỉnh cao. Ngày hôm nay nó đã xuất hiện với sự tự tin tuyệt vời của cầu thủ mang áo số 18 Vinh Tấu. Tình huống AB qua người rất đẳng cấp. Đáng tiếc cú đá cuối cùng của anh thì trong một tư thế hơi khó và chưa đủ được độ hiểm hóc để có thể trở thành bàn thắng đầu tiên trong cuộc đối đầu tại trận chung kết ngày hôm nay. Và đội bóng khá gọn, vẫn đang là những cơ hội của Trần Phú. Những phút đầu tiên thì cả hai đội đều đang chơi với một lối chơi cởi mở, công hiến và tấn công. Cả hai bên không giấu giếm ý đồ chơi phủ đầu và những người đang làm điều đó tốt hơn tạm thời là cao thủ bên phía Trần Hưng Đạo. Quá người rất hợp lý và đây là cơ hội. Một không dành cho các cầu thủ Trần Phú. Rất bất ngờ. Nói một cách khách quan thì Trần Phú không phải là đội chơi hay hơn, không phải là đội có nhiều cơ hội hơn. Nhưng khi cần, khi có cơ hội thì ngay lập tức họ đã tận dụng thành công. Lần nữa chúng ta hãy cùng xem lại với cơ hội vừa rồi. Pha xoay trở rất tốt giữa vòng vây của những cái bóng áo trắng trước khi tung ra một cú dứt điểm rất hiểm hóc về phía góc gần.
cú đá tuyệt hảo của Lân Cu Ly trong một tình huống băng lên ở khu vực trung lộ, và 1-0 dành cho Trần Phú. Bàn thắng mở điểm đã tới ở trong khoảng 10 phút đầu tiên. Một bàn thắng được coi là khá bất ngờ khi mà Trần Hưng Đạo họ vẫn đang mải miết tấn công về phía cầu môn của Linh Cu nhưng chưa có được hiệu quả, thì bất ngờ họ đã phải trả giá trong một tình huống mà sự hững hờ và lờ lững không chủ động áp sát đã khiến cho họ phải trả một cái giá rất đắt ở trận chung kết ngày hôm nay, là việc đang bị dẫn trước vào lúc này. Mặc dù một bàn thôi nhưng nó cũng sẽ khiến cho sự tự tin của các thủ Trần Hưng Đạo phần nào đó bị giảm sút. Sức ép của đội bóng này thì ngược lại với điều đó, nó vẫn chỉ ngày một tăng lên mà thôi. Một lối chơi khoa học hợp lý, biết người biết ta, và đặc biệt là khả năng chuyển hóa cơ hội đang là sự khác biệt mà cầu thủ bên kia Trần Phú có được. Và lúc này thêm một tình huống xử lý kỹ thuật nữa đấy từ các cầu thủ áo trắng. Một tình huống thật sự là nhảy múa trước vòng vây của cầu thủ Trần Phú tới từ số 39 Đức Tập. Thêm một tình huống mở biên tốt, cánh trái đang thoáng với cầu thủ mang áo số 34 Đức Tập. Tuấn Ngô khá bình tĩnh, trọng tài xác định sẽ có một quả đá phạt trực tiếp dành cho các cầu thủ Trần Hưng Đạo. Hải Lớ là người đã bị thổi phạt trong một tình huống mà anh đã cố gắng nhào lên để cắt đi pha chạm bóng tới từ Vinh Tấu, nhưng tuy nhiên thì ý đồ đó đã không được thực hiện khi mà Vinh Tấu đã nhanh hơn một nhịp. Sút bóng ngay, không vào. Sẽ có quả đá phạt góc dành cho đội áo trắng, cao thủ Trần Hưng Đạo được hưởng thêm một quả đá cố định nữa. Một pha phối hợp nhanh và họ đã đưa ra một cú dứt điểm tương đối chất lượng về phía góc xa. Một quả phạt góc, và đó là một tình huống thực hiện không tốt của cao thủ áo trắng. Có lẽ đó là dấu hiệu mà họ vẫn cần thêm thời gian để bắt nhịp tốt hơn với nhau, khi mà chúng ta đang thấy rằng rất nhiều những tình huống mà Trần Hưng Đạo họ mất kết nối ở những pha kết thúc cuối cùng. Và đương nhiên là ở sân nhà họ vẫn làm tốt với những pha ban bật, với những pha thoát quay, và đặc biệt là trong khả năng phát triển bóng lên và tạo ra những cơ hội ở 1/3 cuối sân thì họ vẫn đang làm tốt vào lúc này. Nhưng tuy nhiên thì khoảng không ở zone 14 và 1/3 cuối sân, đặc biệt là trong vòng cấm và khu vực trước cầu môn, là không nhiều vào lúc này. Mười phút đầu tiên của trận đấu đã trôi qua, chúng ta đã được theo dõi cuộc đối đầu giữa Trần Phú 9598 và Trần Hưng Đạo 9598 ở trận đấu chung kết của Serie A, giải bóng đá cúp mùa xuân 9598 Hà Nội năm 2024 diễn ra tại sân bóng AK Vĩnh Hoàng và đang được tường thuật trực tiếp trên fanpage của Kết Nối Bóng Đá. Thêm một pha phối hợp tốt, bóng vẫn đang trong tầm kiểm soát của cầu thủ áo đỏ lam, và quăng chân để đưa trái bóng lên là của Trung Đinh, một trong những trung vệ với lối chơi rất máu lửa và đầy nhiệt huyết, một cầu thủ tương đối quan trọng trong hàng phòng ngự của đội bóng Trần Phú. Một tình huống phạm lỗi tương đối thô đến từ chân sút mang áo số 99 Dũng Bầu với cầu thủ mang áo số 11 Song Toàn. Những thổi phạt là chính xác tới từ thủ môn. Quá người. Đáng tiếc lần này thì Dũng Bầu là người chiến thắng và gọi lên bóng dành cho các cầu thủ Trần Phú. Không được. Sẽ chỉ có một quả đá phạt góc mà thôi. Không, thậm chí còn không phải là một quả đá phạt góc khi mà trọng tài xác định bóng đã đi hết đường biên ngang. Và người chạm bóng cuối cùng là cầu thủ của Trần Phú. Bóng trở lại với Trần Hưng Đạo. Cánh phải vẫn đang là hướng phát triển bóng ở phần sân nhà của đội bóng này.
Còn cánh trái là hướng kết thúc chủ đạo của họ. Nhưng tuy nhiên thì cánh trái lại chưa mang đến được sự hiệu quả. Và dọn bóng nguy hiểm. Và đó là tình huống đấm bóng an toàn tới từ thủ thành Linh Cu. Một thoáng giật mình với những cổ động viên của đội bóng áo đỏ lam. Tuy nhiên thì Linh Cu vẫn đang duy trì được sự tập trung của lúc này. Có một vài những sự giật mình mà thôi. Nhưng nó vẫn chưa đủ để khiến cho anh phải vào lưới nhận bóng. 2-3. Thêm một tình huống chuyền bóng tốt dành cho Hải Lứa. Tuy nhiên vừa rồi thì Ronaldinho của Trần Hưng Đạo lại không thể có được một pha chạm bóng tốt và mở ra một cuộc tấn công dành cho đội bóng này để tiếp tục gia tăng khoảng cách trên bảng điện tử. Rõ ràng khoảng cách một bàn vào lúc này vẫn là tương đối mong manh. Một khoảng cách chưa thể nào giúp cho những cổ động viên của đội bóng Trần Phú có thể yên tâm vào lúc này. Xoáy người, Đức Tập dứt điểm. Và ngay lập tức thì trận đấu đã được cân bằng. Tỷ số là 1-1. Game on, trận đấu sẽ quay trở về với vạch xuất phát. Và đỡ bước 1 và cú xử lý đầy bất ngờ. Dường như phần nào đó đã có sự may mắn khi bóng khẽ chạm vào Hải Lứa khiến cho Linh Cu lần này đã không thể tiếp tục cứu thua được nữa. Bàn thắng dành cho số 34 đó là Hoàng Bách. Tình huống đỡ bóng rất ngọt và tình huống sút bóng là cực kỳ hiểm hóc. Bóng đi căng hướng về phía góc cao khung thành và Linh Cu phần nào đó đã bị giật mình khi bóng khẽ chạm vào Hải Lứa. Bàn thắng hoàn toàn với những nỗ lực của các cầu thủ bên phía Trần Hưng Đạo khi mà họ đã liên tục dồn ép, liên tục có những pha âm thành nhưng bị Linh Cu từ chối. Rồi cuối cùng khi mà những tình huống phối bóng ở 1/3 cuối sân, ở khu vực trong vòng cấm và hai hành lang biên chưa mang về hiệu quả thì bất ngờ một đánh nguy hiểm mà đội bóng này họ đã luyện tập từ lâu, đó là một cú đá từ xa đã phát huy được hiệu quả. Cả hai bàn thắng ngày hôm nay đều đến từ những nỗ lực cá nhân chứ không đến từ những pha phối hợp. Với cao thủ Trần Phú thì họ có được bàn thắng nhờ tình huống xử lý rất mẫu mực và đầy đột biến của cầu thủ mang áo số 8 Lân Cu Ly trong vòng vây của cao thủ áo trắng. Còn đối với Trần Hưng Đạo thì họ có bàn thắng nhờ một tình huống sút xa, một khoảnh khắc mà ngôi sao Hoàng Bách đã lên tiếng đúng lúc để cứu nguy thành công cho đội bóng này và đưa trận đấu trở về với vạch xuất phát 1-1. Dũng Bầu, cú đá nhanh và đầy hiểm hóc. Tuy nhiên thì đó chỉ mang tính chất cơ hội mà thôi, rất khó để thành bàn thắng. Một cú đá hướng bóng về phía góc gần. Và bên phía Trần Hưng Đạo thì họ sẽ có sự thay đổi người đầu tiên. Tuấn Đức là người được đưa vào để thay thế cho số 9 Đức Cù, người đã không để lại được quá nhiều dấu ấn trong quãng thời gian anh được góp mặt trên sân. Hoàng Bách. Trần Đạo vẫn đang là người kiểm soát được thế trận, nắm phần lớn thời gian kiểm soát của trái bóng và là những người đã chủ động hơn trong việc áp đặt lối chơi, áp đặt tấn công và tạo ra những cơ hội. Bàn thắng đến với họ có lẽ cũng chỉ là điều sớm muộn mà thôi, nhưng có lẽ chúng ta cũng bất ngờ với một cú đá hay đến vậy của Hoàng Bách. Và phần nào đó thì ông trời may mắn cũng đã mỉm cười với đội bóng này. Tiếp tục là pha xử lý tốt, đi bóng xuống hành lang bên trái nhưng dường như góc vặn dành cho cầu thủ mang áo số 10, đó là Quỳnh Chuối đã hết mất rồi. Một tình huống mà Quỳnh Chuối đã nỗ lực thoát đi nhưng ở phía ngoài đã có những sự can thiệp và khiến cho Quỳnh Chuối không thể tiếp tục tạo nên một tình huống đi bóng nguy hiểm. Hoàng Bách, một cầu thủ có khả năng sút tốt bằng cả hai chân. Sự bình tĩnh vẫn đang là điểm nổi bật của Trần Hưng Đạo. Mặc dù kể cả khi họ bị dẫn trước thì họ vẫn khá bình tĩnh trong việc triển khai lối chơi và vẫn đang giữ nguyên với một lối đá ban bật và kiểm soát tốt của mình. Họ không vội vàng cuốn theo lối chơi phản công và một lối chơi tốc độ của đội bóng Trần Phú. Cả hai bên họ đều đang đại diện cho những trường phái khác biệt nhau. Nếu như ở Tây Ban Nha thì Real Madrid là người đại diện cho thứ bóng đá tấn công với tốc độ cao và sự tỏa sáng của những ngôi sao.
còn Barcelona mới là những người chơi bóng với những pha bàn bật, với sự điềm tĩnh và với một lối chơi kiểm soát với cường độ cao. Nhưng ngày hôm nay thì điều đó đang ngược lại tại AC Vĩnh Hòa trong cuộc đối đầu tại trận chung kết Serie A, khi mà những người mang trên mình màu áo của Barcelona đó là các cầu thủ bên phía Trần Phú thì lại đang chơi với lối chơi của Real Madrid, lối chơi tấn công nhanh, phát triển bóng và phụ thuộc vào những tình huống tỏa sáng của những ngôi sao. Còn đối với Trần Hưng Đạo, người đang mang trên mình bộ trang phục màu trắng biểu tượng của Real Madrid, thì họ đang chơi với một lối chơi bàn bật ngắn nhỏ, phối hợp kiểm soát với cường độ cao và bóp nghẹt đối thủ ở khu vực trung lộ. Dứt điểm, cú đá khá nhanh và đầy bất ngờ, cú sút của cầu thủ mang áo số 3 Tuấn Ngô. Quá người tốt, đường truyền đã không mang về hiệu quả. Một pha đánh đầu nữa của Tuấn Ngô, nhưng đáng tiếc là ngày hôm nay số 3 chưa thể mang đến được sự hiệu quả. Thêm một pha đánh đầu tốt, lần này thì Hải Lớ đã nhanh hơn một nhịp. Tiếp tục lại là những pha va chạm, đang phải có nhắc nhở với những pha va chạm tương đối quyết liệt của đội ngoại biệt. Thì tuy nhiên thì đây mới là thứ gia vị mà chúng ta muốn thấy ở trong một trận đấu chung kết, một trận đấu không khoan nhượng, một trận đấu của những kẻ bản lĩnh và xứng đáng để bước lên ngôi vương. Thì luôn luôn bên cạnh những phẩm chất ngôi sao, những nghệ sĩ thì cần phải có những dũng sĩ, những cầu thủ mang trong mình dòng máu của những chiến binh. Tuấn Ngô sẽ là người thực hiện quả đá phạt trực tiếp này dành cho đội bóng áo trắng. Hoàng Bách dường như sẽ lại là một cú đá từ xa, lần này đó là pha qua người của Hoàng Bách, bóng vẫn còn, thêm một cú đá nữa, lấy cú. Đã có một cầu thủ bị đau và trọng tài sẽ quyết định dừng trận đấu. Vẫn đang là một thế trận rất cởi mở nhưng cũng không kém phần quyết liệt của cầu thủ hai bên. Tình Chuối vẫn đang là người phải nằm sân lúc này. Thêm một tình huống xử lý rất hay và đầy kỹ thuật của cầu thủ mang áo số 18 Vinh Tấu, và anh vẫn đang khiến cho cái hành lang cánh trái của Trần Phú trở thành một điểm trọng yếu của đội bóng này, với khả năng khoan phá tốt và khả năng xử lý độc lập cá nhân là tuyệt vời, đặc biệt là với những pha sâu kim xỏ háng như vừa rồi. Vinh Tấu vẫn là qua người, vẫn là sức dướng tuyệt vời. Nhưng vừa rồi đó là pha xử lý của Đức Tập, mất bóng và đây sẽ là cơ hội phản công dành cho cầu thủ Trần Phú. Chậm lại một nhịp là hợp lý khi mà đội bóng này họ vẫn còn đang duy trì một số lượng nhân sự khá nhiều về sân nhà. Quỳnh Chuối ngay lập tức đó là quả tạt. Cơ hội không thể đưa ra cú đá nhưng vẫn đang là những thời cơ dành cho cao thủ bên phía Trần Phú, và cuối cùng nó đã kết thúc với một tình huống lui về và phóng chính xác tới từ Đức Tập.
Hà Lăng lùi về và quay bắt rất nhanh tới từ đội áo trắng cũng đang giúp cho họ hạn chế được những pha phản công vào lúc này. Rõ ràng là chúng ta đang cảm giác rằng là đội bóng Trần Đức Đạo họ đang có được những sự tự tin và cùng với đó là có được một nền tảng thể lực tốt hơn khá nhiều. Thêm một pha căng ngang. Phút tiểu thứ 25 của hiệp thiếu đầu tiên và tỷ số vào lúc này tại trận chung kết Serie A giữa cao thủ Trần Phú và Trần Hưng Đạo ở giải bóng đá cúp mùa xuân 95-98 Hà Nội năm 2024 vẫn đang có là một đều. Lân Culi là người đã lập công mang về bàn thắng mở điểm cho trận cầu của chúng ta và người đã có được bàn thắng để san hòa, đó là số 34 Hoàng Bách với một cú vuốt bóng từ xa cực kỳ chất lượng. Thêm một tình huống mở bóng tốt, đang là cơ hội của cao thủ bên phía Trần Phú. Quả tạt ngay của số 99 Dũng Bầu. Thêm một pha trả ngược. Bóng ngay lập tức được phá lên phía trên. Cầm bóng tốt, đó là Song Toàn. Điểm xử lý cuối cùng thì lại chưa thật sự tạo ra được một cơ hội sáng nước. Vẫn là những pha đập nhà 1-2 rất hay. Và đây huyền chuyển của cao thủ áo trắng căng ngang. Pha chạm bóng không tốt của Tuấn Ngô. Và cội vừa rồi đã trôi qua một cách khá đáng tiếc. Khá hợp lý. Nhưng thời gian còn lại của hiệp 1 không nhiều. Cả hai bên đều đang có những dấu hiệu trùng xuống và giữ thế trận này cho đến khi tiếng còi kết thúc hiệp 1 của trọng tài vang lên. Bóng ngay lập tức đã được phá lên phía trên. Đỡ bóng tốt, vẫn đang là Song Toàn. Chờ đợi công đội băng lên và đây là cơ hội dành cho các cầu thủ Trần Hưng Đạo. Dứt điểm, không vào. Thêm một cơ hội nữa. Sự xuất sắc của Linh Cu ngày hôm nay đang chính là thứ sức mạnh của đội bóng Trần Phú. Linh Cu đang có được một trận đấu quá hay, một trận đấu xuất quỷ nhập thần thì mà liên tục tỏa sáng và cứu thua những bàn thua thật sự không tưởng dành cho các cầu thủ bên dưới Trần Phú. Lại là Vinh Tấu và lần này có lẽ sẽ phải có chiếc thẻ vàng. Chiếc thẻ vàng dành cho Dũng Bầu. Vinh Tấu ngày hôm nay đang thật sự khoan thủng hành lang cánh trái của đội bóng Trần Phú. Và một lần nữa chúng ta hãy cùng xem lại với pha phối hợp trước đó. Pha cầm và như rất hay của Đức Tập và chọc ra một đường khe rất hay để tung ra một cú đá. Đáng tiếc là chiếc cột dọc ngày hôm nay đã không thể giúp cho Vinh Tấu có được bàn thắng đầu tiên ở trong trận chung kết này và có được lần ăn mừng thứ hai cùng với các đồng đội. Tuy nhiên đây vẫn là một thế trận mà cửa ăn rất sáng dành cho Trần Hưng Đạo. Họ vẫn đang vượt trội so với Trần Phú, nhưng tuy nhiên thì đội bóng áo đỏ lam họ vẫn sẵn sàng với những pha phản công. Và đặt lòng rất tiêu chính xác của Tuấn Đức.
tình huống mà anh cần phải làm tốt hơn trong một tư thế không ai kèm. Hoàn toàn có thể sẽ lại là một tình huống đỡ bóng lại, sau đó là một pha dứt điểm thì nó sẽ hợp lý hơn rất nhiều. Hài lứa và gội phản công dành cho Trần Phú. Đường chuyền khá tai hại của đội trưởng bên phía đội bóng áo xanh nhưng cơ hội vẫn còn. Nỗ lực đi bóng của Lộc Alit. Hải Lữ căng ngang và đó là pha can thiệp tốt tới từ Tuấn Đức. Lần này thì quả lật chưa thể mang về hiệu quả. Ngay lập tức là một tình huống chuyền bóng về với thủ thành mang áo số 95, Hải Lâm. Thêm một pha bóng chuyền dài và cắt bóng tốt của Dũng Bầu. Chắc chắn là trong những phút sắp tới thì Dũng Bầu sẽ không còn có thể duy trì được một khả năng kiểm soát đối với các cầu thủ áo trắng khi mà anh đã phải nhận chiếc thẻ vàng. Xoay người, vẫn là sức dướn tốt và bây giờ sẽ là quả đá phạt ở khu vực chính diện. Một tình huống lỗ được rất hay trong một thế trận mà không có nhiều những cơ hội săn bàn kiểu như thế này thì bất ngờ đã có được tạo ra đến từ cầu thủ mang áo số 39 Đức Tập. Rõ ràng là cầu thủ áo trắng vẫn đang duy trì được một nền tảng thể lực rất tuyệt vời vào lúc này. Những người đang đứng trước bóng với lúc này là Vinh Tấu. Và phần nào đó có thể sẽ là một pha dứt điểm của Đức Tập. Khá nhiều lựa chọn ở tình huống này. Cả trái cả phải đều hoàn toàn có thể sẽ mở ra những góc đá ngon dành cho các cầu thủ áo trắng để họ kết thúc đi những cơ hội mà mình đang có được vào lúc này. Vinh Tấu quyết định đá thẳng nhưng đương nhiên là cú sút lòng vừa rồi không thể đưa trái bóng vượt qua được hàng rào. Đây rồi, pha bắt vô lề rất nhanh của Vinh Tấu. Rõ ràng là các cầu thủ áo đỏ lam họ vẫn đang gặp vấn đề, gặp nhiều khó khăn trong việc hạn chế đi sức mạnh tới từ cánh trái của Vinh Tấu. Rất nhiều những giải pháp đã được đưa ra, rất nhiều những phương án nhưng rồi cuối cùng thì vẫn chưa có bất kỳ một nghiệm đúng nào được thu về cả. Họ vẫn đang để cho Vinh Tấu gây ra rất nhiều khó khăn. Họ đã đưa cả Dũng Bầu, một cầu thủ có thiên hướng chơi phòng ngự với một lối chơi tương đối rắn để về theo sát với Vinh Tấu nhưng vẫn không thành công. Họ đã cử cả Hải Lớ, một cầu thủ rất nhanh, rất khéo để dùng sức dướn để có thể hạn chế đi phần nào đó khả năng nhảy múa của số 18. Nhưng đến lúc này thì những phương án đó vẫn chưa mang về được sự hiệu quả. Thì tuy nhiên thì ít nhất là họ vẫn chưa thể để cho Vinh Tấu có được bàn thắng. May mắn đã đứng về phía đội bóng đỏ lam khi mà bóng đã chạm vào cột dọc. Đánh đầu chuyền tốt, Hải Lớ tiếp tục là người giành được chiến thắng trong pha tranh chấp trên không. Đây là cơ hội dành cho Trần Phú. 3 đánh 3. Lần cú ly. Hơi ít nhân sự áo xanh băng lên ở bóng vừa rồi. Và ngay lập tức là trái bóng đã được phá đi hết đường biên dọc. Tôi cũng đã bước vào quãng thời gian bù giờ của hiệp 1. Tiếp tục là một pha cắt bóng tốt nữa của cầu thủ mang áo số 96, đó là Hưng Boy. Thời gian còn lại là tương đối ít ỏi và có thể trận đấu này hiệp 1 sẽ kết thúc với một tỷ số hòa. Hoàng Bách. Quả tạt hướng về phía cột xa. Đánh đầu. Uda đã đưa trái bóng hướng về phía góc gần cầu môn. Nhưng tuy nhiên thì đó vẫn chưa phải là một tình huống tấn công đủ tốt. Những phương án đang được đưa ra tới từ Trần Hưng Đạo vào ở trận đấu này đang là cực kỳ đa dạng. Họ không chỉ có những pha bàn bật, có những tình huống xử lý cá nhân,
Và khi cần thì họ vẫn có những tình huống chuyền bóng khá hay. Một tình huống bất ngờ là một quả tạt lật thẳng về phía cột xa. Sự đa dạng đang khiến cho cao thủ bên phía Trần Phú gặp nhiều khó khăn trong việc bắt bài. Song Toàn tiếp tục phối hợp nhưng mất bóng rồi. Liệu có cơ hội phản công hay không? Bóng vẫn đang trong chân của cầu thủ áo đỏ làm, và đó là pha can thiệp của Song Toàn. Lại tiếp tục là một quả tạt của Hải Lữ. Lần này thì chiều cao và khả năng bật nhảy tốt của Hải Lâm đã ôm trọn trái bóng trong tay. Trả ngược, lực không thành công của số 3 Tuấn Ngộ. Đức Tập không vượt qua được Dũng Bầu. Một tình huống bắt bài tốt. Thế một pha dứt điểm. Lần này bóng đã đi vọt xa khỏi cầu môn. Và đó cũng chính là tình huống sút bóng kết thúc đi hiệp thiếu đầu tiên trong cuộc đối đầu ở trận chung kết của Serie A Cúp bóng đá mùa xuân 95-98 Hà Nội năm 2024. Trần Hưng Đạo và Trần Phú cầm chân nhau với tỷ số 1 đều. Trần Phú là những người đã vươn lên dẫn trước với bàn thắng của Lân Culi. Nhưng chỉ 10 phút sau đó thì Trần Hưng Đạo đã có được bàn thắng với pha dứt điểm từ xa đẹp mắt của Hoàng Bách. Và quý bạn thân mến, chúng ta hãy cùng tạm nghỉ cho phút trước khi đến với những diễn biến tiếp theo ở trong hiệp thứ hai cùng với chúng tôi.
Thì các bạn thân mến, sau ít phút nghỉ giải lao thì chúng ta sẽ quay trở lại với những diễn biến tiếp theo ở trận chung kết của Serie A Cúp bóng đá mùa xuân 95-98 Hà Nội năm 2024 trong cuộc chạm trán giữa Trần Hưng Đạo và Trần Phú. Một cuộc đấu cực kỳ được chờ đợi, rất được mong chờ, và nó vẫn đang khiến cho khán giả phải rất toàn lực tập trung bởi những diễn biến của nó đang mang lại vào lúc này là thật sự rất tuyệt vời. Tỷ số của trận đấu đang tạm thời đó là 1-1 với bàn thắng mở tỷ số trước của Lân Cu Ly dành cho Trần Phú, nhưng sau đó thì Trần Hưng Đạo đã có được bàn thắng với siêu phẩm của Hoàng Bách với cú đá từ xa. Một hiệp đấu rất cởi mở và đầy cống hiến của cả hai đội, một lối chơi phóng khoáng và rất máu lửa của cả hai bên đã cống hiến cho một hiệp một rất đáng xem và sẽ mở ra những kịch bản rất hay ở phía trước chúng ta trong hiệp thiếu thứ hai. Trần Hưng Đạo hiệp 2 sẽ là những người bảo vệ phần sân bên phía tay trái, còn đối với Trần Hưng Đạo sẽ là phần sân bên phía tay phải màn ảnh của quý vị. Và cũng đã có những sự thay đổi tới từ cầu thủ của cả hai bên. Anh ấy Trần Phú số 100 tên là gì đấy ạ? Và cầu thủ đã được đưa vào sân đó là Hải Cò để thay thế cho số 10 đó là Quỳnh Chuối. Lần cú ly vẫn là những pha đỡ bước một rất ngọt của số 8, nhưng vừa rồi đó là một pha can thiệp tốt của số 39 Đức Tập. Song toàn Hoàng Bách vẫn đang là một lối chơi tấn công kiểm soát với cường độ cao vào lúc này tới từ các cầu thủ áo trắng. Pha phối hợp chưa thể mang đến được sự khác biệt vào lúc này. Tiếp tục là dốc biên, pha đi bóng rất khó chịu và Lộc Alit đã khiến cho phòng ngự của Trần Hưng Đạo và đó đã bị trao đảo. Quá người, chân trái không vượt qua được Hải Lỡ. Hàng phòng ngự số đông của Trần Phú vẫn đang tạm thời đứng vững vào lúc này. Sẽ có thêm một quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ áo trắng. Trần Đạo họ vẫn đang duy trì được một lối chơi đầy tốc độ và những pha ban bật đầy hiệu quả vào lúc này. Rất hợp lý và nhiều khoảng trống đang được lộ ra vào lúc này. Cánh phải đã khóa thắng với Hải Lỡ. Lộc Alit sút bóng ngay, không vượt qua được Hoàng Bách. Ngay lập tức là pha can thiệp tốt và lại là cơ hội dành cho Trần Hưng Đạo. Song toàn, pha đi bóng không thành công. Thêm một sự thay đổi người nữa và bây giờ Huy Tập sẽ là người rời sân để nhường chỗ cho số 13, đó là Tung Nổ. Thêm một pha chuyền dài, đưa bóng tốt nhưng Hoàng Bách đã nhanh hơn một nhịp. Pha che chắn chưa đủ kín kẽ của Lân Cu Ly để lần thứ hai giúp cho anh có được một cơ hội đối mặt. Thank you.
Tiếp tục lại là quả tạt, như lần này nó lại một lần nữa đi thiếu chính xác. Nỗ lực của số 18 đó là Vinh Tấu. Trong một hiệp một, Vinh Tấu là người chơi rất hay, rất nổi bật với những pha khoan phá tốt ở bên lăng cánh trái, và đã khiến cho cánh phải của Trần Phú gần như đã bị tê liệt. Trọng tài xác định đã có lỗi từ phía sau của Song Toàn. Thêm một pha cắt bóng tốt. Vinh Tấu. Và đẩy bóng hơi dài và cơ hội lại thêm một lần nữa đại trôi qua. Vẫn chưa có được một pha kết thúc nào cả. 5 phút đầu tiên của hiệp 2 đã tạm thời trôi qua với một diễn biến rất căng thẳng. Đã được cả đội bóng tạo ra vào lúc này trên sân bóng AK Vĩnh Hòa. Một sân bóng khá mới tại khu vực thành phố Hà Nội. Điều chuyển tốt của Hải Co, Lộc Alit. Lân cú ly, lần này che chắn đã tốt hơn nhưng không thể đưa ra cú đá khi mà Lộc Alit không hiểu ý của người đồng đội và cơ hội phản công. Cũng đã có những sự mất tập trung nơi hàng phòng ngự của đội bóng Trần Hưng Đạo. Và phần nào đó họ đang có dấu hiệu trùng xuống và đó cũng sẽ là thời cơ rất thích hợp để Trần Hưng Đạo có thể bung sức lên. Lộc Alit không thể vượt qua được hai cái bóng áo trắng và đây sẽ là cơ hội tiếp theo dành cho Trần Hưng Đạo. Song Toàn. Lần cú ly và đây sẽ là cơ hội phản công với Hải Lỡ. Và chọc khe rất thoáng dành cho Hải Co. Xoay vào trung lộ. Cú đá không mang về quá nhiều sự đột biến. Lại tiếp tục có thêm một pha cắt bóng tốt nữa và Lộc Alit đang có thời cơ. Vẫn đang là cơ hội nhưng tuy nhiên thì các cầu thủ áo trắng họ cũng đã áp sát rất nhanh. Một tình huống va chạm và đang có một cầu thủ nằm sân. Pha va chạm khá quyết liệt khiến cho Lân Cú Ly đang bị đau. Vâng, và sau những chăm sóc của các đồng đội thì Lân Cú Ly đã có thể đứng dậy và tiếp tục thi đấu. Rất nguy hiểm và thiếu chút nữa chúng ta đã được chứng kiến bàn thắng. Một tình huống thật sự là hú vía với những con tim, với những cổ động viên của đội bóng Trần Hưng Đạo. Thủ thành Hải Lâm cũng đã phần nào đó bị bất ngờ bởi cú đá của các chân sút bên phía đội bóng áo xanh. Dứt điểm ngay. Điểm
Bên phía Trần Phú lại có thêm một sự thay đổi người khi mà Hải Cò không thể tiếp tục thi đấu. Và cầu thủ mang áo số 11 đó là Đức Củ Cải được đưa vào sân. Cái tên cũng khá hay và khá thú vị. Khá hay, tiếp tục lại là khoảng trống. Song Toàn sút bóng, lần này lại là sự tỏa sáng tới từ Linh Cù. Một thủ thành nhưng đã có đến rất nhiều những pha cản phá. Thì tính riêng ở trận đấu này, một chỗ dựa tinh thần thật sự rất vững chắc của cao thủ bên phía Trần Phú. Hơi khó dành cho Lân Cu Ly. Song Toàn là người đã lùi về và có được pha cắt bóng. Lộc Alit thu hồi tốt và có được một cội bóng hài. Hải Lơ và úp mù rất nhanh của số 33. Tuy nhiên thì pha úp mù vừa rồi thì nó chưa được đạt được sự hiệu quả. Và Lân Cu Ly dường như sẽ rời sân để nhường lại vị trí dành cho Quỳnh Chuối, một cầu thủ với một lối chơi khá giống với chân sút màu số 8. Bóng nằm gọn trong đôi tay của Linh Cu. Hiệp 2 đang diễn ra với một thế trận có phần chặt chẽ hơn của cả hai đội. Và tuy nhiên là cao thủ Trần Hưng Đạo vẫn có được phần lớn thời gian kiểm soát của trái bóng. Nhưng tuy nhiên thì lượng cơ hội và sự kiểm soát của họ không còn quá mạnh mẽ như trong hiệp chiếu đầu tiên nữa rồi. Có những dấu hiệu về sự trùng xuống và phần nào đó thì thể lực của họ cũng không còn được đảm bảo. Thêm một pha chọc khe hay. Khoảng trống. Đây rồi. Cơ hội. Vào. 2-1 dành cho Trần Hưng Đạo. Vẫn tiếp tục lại là pha tỏa sáng tới từ những cá nhân của đội áo trắng, nhưng lần này đó là đã có dấu ấn lớn hơn từ một pha phối hợp tập thể. Một tình huống luân chuyển trạng thái rất hay, từ phòng ngự sang phản công chỉ với 3 điểm chạm mà thôi. Cú lật tuyệt hảo để cho Tuấn Ngô có được cơ hội. Và trong một tình huống rất chống chải đối mặt với cầu môn của Linh Cù, thì với một cú đá tốt, anh đã cứu thua thành, chính xác hơn là anh đã khiến cho Linh Cù không thể tiếp tục cứu thua nữa. Và bàn thắng thứ 3 của trận đấu này xuất hiện. 2-1 dành cho cao thủ Trần Hưng Đạo. Gãy cấn của trận đấu này chắc chắn sẽ chưa dừng lại ở đây, mà nó sẽ còn tiếp tục đẩy cao hơn nữa. Khi mà bây giờ cao thủ Trần Phú cũng sẽ tiếp tục gia tăng thêm những sức ép của mình. Quỳnh Chuối không thể khống chế được bóng vừa rồi. Thêm một tình huống chuyền dài lên phía trên. Đỡ bóng tốt. Cắn ngang. Rất hợp lý. Đây rồi. Cơ hội. Quá đáng tiếc với tình huống bỏ lỡ của các cầu thủ bên phía Trần Hưng Đạo. Và đó là số 13. Cầu thủ mới vào sân của đội bóng này. Tung nổ. Mặc dù mang cái tên tung nổ nhưng anh vẫn chưa thể tạo nên một vụ nổ bàn thắng dành cho đội nhà. Đồng hồ đã điểm đến 1 phần 2 thời gian thi đấu của hiệp 2 và cao thủ bên phía Trần Hưng Đạo lại có thêm một bàn thắng dẫn trước. Máu lên, máu lên, máu lên.
sút bóng. Cú đá không thể thắng được Hải Lâm. Sút bóng, lại có thêm một quả đá phạt góc. Hiệp 2 thì phạt góc đang rất nhiều dành cho cả hai đội. Còn khoảng 15 phút nữa nếu tính cả gian bù giờ cho trận đấu này. Và đây rồi, bàn thắng thứ ba đã tới với các cầu thủ Trần Hưng Đạo. Cuối cùng thì Tùng Nổ cũng đã tạo ra một nổ bàn thắng dành cho đội bóng của anh. Pha phối hợp rất hay từ một quả đá cố định. Ngày hôm nay cả 3 bàn thắng của đội bóng Trần Hưng Đạo họ đều đến theo một cách khác nhau. Bàn thắng đầu tiên là một cú đá từ xa, bàn thắng thứ hai là một pha phối hợp, và bàn thắng thứ ba là một tình huống cố định. Sự đa dạng chính là điều giúp cho cao thủ áo trắng họ đang có được sự khác biệt vào lúc này. Ba một cách biệt hai bàn là an toàn hơn rất nhiều so với một bàn. Nhưng tuy nhiên thì quốc gia còn lại vẫn là đủ để cho Trần Phú họ nghĩ về một cuộc lật đổ. Hoàn toàn có thể, bởi vì họ vẫn đang có được một thế trận tương đối tốt vào lúc này. Không hẳn là quá thua thiệt. Họ vẫn sẵn sàng đưa ra được những cơ hội phản đòn nguy hiểm. Thêm một tình huống phá bóng rất mạnh lên phía trên. Bây giờ thì nhiệm vụ của Trần Hưng Đạo không còn phải mặn mà trong những tình huống tấn công, mà sẽ cố gắng ở trong mặt trận phòng ngự để nhất là sẽ bảo toàn tỷ số này, hoặc nếu như có thể tiếp tục nới rộng thì càng tốt. Sẽ có thêm một quả đá phạt góc dành cho cao thủ bên phía Trần Phú. Liệu có cái ông đập lưng ông hay không? Liệu có tận dụng chính bài đánh của Trần Hưng Đạo khi họ đã có bàn thắng để thực hiện lại hay không? Nhưng lần này thì đã không thành công rồi. Căng ngang. Đây rồi! Đây rồi, đôi giày, nhưng cuối cùng lại là một tình huống đưa trái bóng đi rất thiếu chính xác của Vinh Tấu. Ngày hôm nay thì có lẽ anh đã hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ của mình trong vai trò của một nghệ sĩ tạo ra rất nhiều tình huống đột biến. Nhưng ở khâu dứt điểm trong việc kết thúc cuối cùng thì anh lại làm chưa thật sự tốt ở trận đấu này, khi mà anh vẫn đang phung phí tương đối nhiều những cơ hội mà những đồng đội đã trao cho anh. Bàn thắng chạm trúng một dọc thì có thể trách thật may mắn, nhưng rõ ràng ở phóng vừa rồi thì là một lỗi cá nhân tương đối nặng của cầu thủ này. Nếu như đó là bàn thắng thứ tư thì rất có thể là chiếc cúp sẽ nằm đến một tay rưỡi ở trong tay của các cầu thủ bên phía đội bóng Trần Hưng Đạo rồi. Tuy nhiên hai bàn thì chúng tôi vẫn chỉ dám khẳng định là họ mới chỉ đặt một tay mà thôi. Quỳnh Chuối pha phối hợp tốt, nhưng tuy nhiên người đồng đội của anh lại không thể hiểu ý và có được một pha băng lên. Trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Pha xử lý vừa rồi đó là của số 3 Tuấn Ngô, người đang chơi ở vị trí hành lang cánh trái và cũng đã có được bàn thắng ở trận đấu này. Rất nguy hiểm.
sẽ là một cơ hội tương đối ngon ăn để cho Trần Phú họ có được một khoảnh khắc hy vọng về việc có được bàn thắng. Nhưng tuy nhiên vừa rồi đó là một cú đá không tốt của Dũng Bầu. Ý đồ là tốt nhưng tuy nhiên thì lực chân cùng với cú văng của anh khiến cho trái bóng đã đi hơi cao. Nếu như có thể ghim trái bóng xuống một chút thì hoàn toàn đó có thể sẽ là một tình huống đưa bóng vào cầu môn. Sút bóng ngay, cú đá cực kỳ nguy hiểm đã được tạo ra. Đây rồi, vẫn lại có thêm một pha bỏ lỡ tới từ các cầu thủ áo trắng. Mặc dù có 3 bàn thắng nhưng tuy nhiên thì khả năng chuyển hóa của đội bóng này vẫn chỉ đang dừng lại ở mức trung bình mà thôi. Chưa lên được mức khá khi mà những cơ hội rất ngon ăn họ vẫn đang bỏ lỡ một cách tương đối lãng xẹt. Một cú đá mà rõ ràng là họ cần phải làm tốt hơn khi mà Thuận Anh Linh cú đã băng ra phía góc gần hoàn toàn sẽ là một tình huống chấm lại và đưa bóng về phía góc xa. Thì sẽ là bàn thắng thứ 4. Phút thi đấu thứ 54. Không còn quá nhiều thời gian. Đánh đầu. Một trạng thái lo âu và hồi hộp vào lúc này đang là trạng thái chung của những fan hâm mộ bên phía đội hình của Trần Phú khi mà nhận thấy đội bóng của mình đang bị dẫn trước vào lúc này và liên tục phải chịu những xếp tấn công. Còn cảm giác hồi hộp chờ đợi thêm những bàn thắng và chờ đợi tiếng còi kết thúc trận đấu là tâm trạng và cảm xúc mà cao thủ bên phía Trần Hưng Đạo cùng với những cổ động viên của họ đang mong chờ. Một buổi gala tương đối hoành tráng đã được chuẩn bị cho nhà tân vô địch của Serie A, cúp bóng đá mùa xuân 95-98 Hà Nội năm 2024. Và chắc chỉ còn khoảng một vài phút nữa thôi thì chúng ta sẽ tìm ra chủ nhân mới. Thì một quả tạt ngay và cắt bóng vẫn rất chính xác. Lộc Alit sút bóng ngay, bóng ăn quá nhiều vào má ngoài chân trái của cầu thủ này và khiến cho trái bóng đi lệch tầm. Vinh Tấu vẫn duy trì thói quen của một nghệ sĩ với những tình huống nhảy múa với trái bóng và làm xiếc. Qua người tốt, mất bóng rồi. Nỗ lực đưa bóng vào nhưng tuy nhiên đã bị ngăn cản. Cả ngang rất nguy hiểm, xoay người sút bóng không vào. Rất đáng tiếc với cơ hội bị bỏ lỡ vừa rồi tới từ các cầu thủ Trần Phú. Minh Chóe đã bất ngờ tung ra một tình huống xiết lòng đầy hiểm hóc. Tuy nhiên thì đường đi của trái bóng vừa rồi nó vẫn chưa đủ độ cuộn để khiến cho cầu môn của đội bóng Trần Hưng Đạo phải rung chuyển thêm lần thứ hai. Rõ ràng nếu như bây giờ mà cầu thủ Trần Phú có được bàn thắng thứ hai để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 thì chắc chắn những phút giây cuối cùng trận đấu của chúng ta sẽ được đẩy lên cao trào. Và nếu như điều đó xảy ra thì chắc chắn trận đấu này sẽ có một đoạn cho rất tuyệt hay. Nhưng tuy nhiên để làm được điều đó thì cần phải có được một khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn đến từ cầu thủ Trần Phú. Đấu này họ vẫn đang chơi tốt trong việc khả năng tạo ra những thời cơ.
có khả năng luân chuyển bóng tương đối nhịp nhàng vào lúc này ở những phút cuối. Tuy nhiên thì khả năng kết thúc và khả năng dứt điểm của họ vẫn là một vấn đề vẫn chưa được cải thiện so với hiệp thiếu đầu tiên. Mặc dù Lân Culi cũng đã trở lại sân nhưng tuy nhiên thì vào lúc này thì thể lực của số 8 cũng không còn được đảm bảo nữa. Vinh Tấu quá người, Vinh Tấu vào. Lần này thì người nghệ sĩ của chúng ta đã có được bàn thắng. Một bàn thắng xứng đáng với những công hiến của anh dành cho trận đấu ngày hôm nay. Một tình huống xử lý mà người ta không thể nào gọi anh bằng hai từ, bốn từ nghệ sĩ nhân dân nữa, mà quả này sẽ phải được coi là một nghệ sĩ ưu tú. Một pha xử lý rất hay, gọn gàng. Một cú chặt loại bỏ hoàn toàn hậu vệ của đội áo xanh trước khi tung ra một cú ZD hiểm hóc về phía góc thượng. Không có cơ hội nào cả để cho Linh Cu cứu thua. Bốn bàn thắng ngày hôm nay của cao thủ bên phía đội bóng Trần Hưng Đạo đều là những tình huống dứt điểm quá khó và trong những tình huống mà Linh Cu không thể cứu thua. Còn đâu tất cả những tình huống mà Linh Cu có thể làm hết mình thì anh cũng đều đã làm tốt rồi. Những tình huống đối mặt 1-1 hay những cú đá kiểu như vừa rồi thì rất khó cho thủ thành Mao số 1 để có thể tiếp tục có thêm những phép thuật để đẩy trái bóng ra khỏi cầu môn. Không được. Nỗ lực chưa mang đến sự hiệu quả. Phút thiếu thứ 59 rồi. Thời gian vẫn đang là người bạn đồng hành, đang là con tàu để đưa cao thủ bên phía Trần Hưng Đạo đến với bến bờ hạnh phúc của họ, đó là đỉnh vinh quang ngày hôm nay. Thêm một pha dứt điểm nữa. Thì tuy nhiên thì thời gian lại không phải là người bạn đồng hành cùng với cao thủ Trần Phú, mà nó đang tạo nên một thứ áp lực khiến cho đội bóng này họ phải nhanh hơn, phải liên tục tăng tốc và liên tục cố gắng để tìm kiếm thêm những bàn thắng vào lúc này. Thêm một pha dứt điểm nữa. 4-2, rất nhiều lựa chọn. Chọc khe, cơ hội không vào. Rõ ràng là cao thủ bên phía Trần Hưng Đạo họ vẫn đang có những tình huống xử lý ở quãng cuối không tốt một chút nào cả. Điều chính thức cuối cùng đã trôi qua và chúng ta đang bước đến với quãng thời gian bù giờ. Một trận đấu hay, công hiến và với một kịch bản tương đối khó lường đã được tạo ra. Một bộ phim với rất nhiều những tư liệu cảm xúc khác nhau đã cho các khán giả, những người may mắn được chứng kiến trận đấu này có được một buổi chiều hạnh phúc. Họ được trải qua đầy đủ hỉ nộ ai ố. Và cuối cùng thì sau rất nhiều chờ đợi họ cũng đã chuẩn bị tìm ra được nhà vô địch của giải bóng đá Cúp mùa xuân 95-98 Hà Nội năm 2024. Và khả năng cao đó sẽ là cao thủ Trần Hưng Đạo với màn trình diễn của họ là rất đáng khen ngợi ở trận đấu này. Mặc dù cho họ phải đối đầu với một đối thủ rất mạnh đó là Trần Phú. Và Trần Phú cũng đã vươn lên dẫn trước nhưng họ vẫn có thể tạo nên một cuộc lội ngược dòng với 4 bàn thắng liên tiếp đã được tạo ra trong quãng thời gian sau đó. Và bây giờ là sự thay đổi người, Song Toàn sẽ rời sân để nhường chỗ cho Mạnh Nghẽ trong quãng thời gian ít ỏi còn lại của trận đấu này. Hải Lỡ cùng với cao đội cũng đã rất nỗ lực, rất cố gắng, nhưng ngày hôm nay thì rõ ràng là chất lượng nhân sự của đội bóng trắng đang có phần vượt trội hơn khá nhiều. Đánh đầu, nỗ lực băng vào nhưng hiệu quả thì vẫn chưa đến. Lên bóng, Đức Tập liệu có thêm bàn thắng cuối để đóng hòm trận đấu này hay không? Quá người, bóng không thể tới được với vị trí của cầu thủ tiền đạo phía trên.
phối hợp tốt. Dũng Bầu không thể đoạt được bóng. Phút điều thứ 63. Đỉnh Vinh Quang đang rất gần rồi. Chỉ còn cách một vài bước chân nữa thôi là sẽ tới với đỉnh Vinh Quang. Và chiếc cúp vô địch sẽ trở về nhà với Trần Hưng Đạo. Còn Trần Phú có lẽ họ chờ thêm một năm nữa. Tiếp tục lại chui rèn thêm nữa để hy vọng có thể năm sau quay lại đây và sẽ lấy lại chiếc cúp. Khi mà con Giang còn lại là quá ít và nó không thể đồng hành được cùng với Trần Phú lâu hơn nữa. Và chờ đợi đến với khoảnh khắc mà đội bóng này họ có thể gỡ hòa được. Cách biệt 3 bàn quá an toàn vào lúc này. Lân Cu Ly, những nỗ lực không biết mệt mỏi, không có từ bỏ trong từ điển của các cầu thủ bên phía Trần Phú. Họ vẫn sẽ nỗ lực, vẫn sẽ quyết tâm, họ sẽ vẫn chiến đấu cho đến những giờ khắc cuối cùng vì người hâm mộ của mình, vì logo trước ngực áo và vì cái tên Trần Phú, một trong những biểu tượng của giải bóng đá 95-98, một trong những đội bóng có một thành tích rất nổi bật ở giải đấu này. Khá nguy hiểm và thêm lần nữa thì thủ thành Hải Lâm là người đã giành được chiến thắng. Đánh đầu và phá bóng tốt. Những giờ khắc cuối cùng, những bước chạy cuối cùng của Trần Phú tại giải đấu năm nay. Và cắt bóng tốt, rất nhiều cơ hội. Qua rồi, được chuyền, không được. Thủ thành Linh Cu đã ôm gọn trái bóng trong tay. Hải Lữ, đường chuyền, không thể đưa ra pha dứt điểm. Vẫn tiếp tục là Hải Lữ, cao thủ của đội bóng áo đỏ xanh vẫn tiếp tục tấn công. Thêm một quả đá phạt góc. Vẫn cố gắng để đi tìm kiếm thêm một bàn thắng nữa. Tinh thần không bỏ cuộc rất đáng khen ngợi tới từ cao thủ bên phía Trần Phú. Mặc dù ngày hôm nay họ không thể có được chiếc cúp vô địch, không thể có được chiến thắng, tuy nhiên họ vẫn có được chiến thắng và có được chiếc cúp trong lòng người hâm mộ. Và như một nhà hiền triết đã từng nói thì chiếc cúp trong lòng người hâm mộ là chiếc cúp quý giá nhất. Quá người. Và hy vọng là chiếc cúp trong lòng người hâm mộ có thể sẽ tiếp tục giúp cho cao thủ Trần Phú họ nuôi tiếp hy vọng của mình rằng năm sau sẽ lấy lại cúp. Năm nay thì họ cũng đã chơi rất hay rồi. Chẳng có điều là họ đang phải đối đầu với một đối thủ mạnh hơn họ tương đối nhiều. Khi mà Trần Hưng Đạo là một tập thể rất đồng đều với rất nhiều những cá nhân xuất sắc ở lứa 95-98. Thêm một pha lên bóng nữa. Hiệp 2 đang được bù giờ khá nhiều bởi trọng tài chính. Sút bóng ngay. Bóng nằm gọn trong đôi tay của thủ thành Hải Lâm. Xoay trở tốt. Cú mở hay. Tuấn Ngô. Những bàn thắng ở những phút cuối này cũng không mang quá nhiều những ý nghĩa. Hiệp 2 đang được bù giờ khá nhiều khi mà đây đã là tận phút bù giờ thứ 7. Hải Lữ vẫn sẽ có quả đá biên dành cho các cầu thủ Trần Phú. Trá ngược. Bóng đã nằm gọn trong tay. Tiếp tục là lên bóng. Đây rồi, xoay người. Thêm một cú đá nữa. Rất nhiều những pha dứt điểm đã được tạo ra.
Nhưng rõ ràng là con số 4 bàn thắng vẫn là một con số tương đối ít đối với các thủ Trần Hưng Đạo với số cơ hội mà họ đang tạo ra vào lúc này. Cái người đây rồi, dứt điểm. Pha mở cánh tốt, Hải Lơ. Thêm một pha chọc khe. Tiếp tục là lên bóng của các cầu thủ bên phía Trần Hưng Đạo. Không vội vàng. Thêm một đường chuyền tốt. Khoảng trống vẫn đang được mở ra. Và giật gót đầy điệu nghệ vào khoảng trống. Đáy biên trả ngược. Đây rồi, đây rồi. Không thể hoàn tất những điều dang dở và không có cú đúp ở trong phòng vừa rồi. Tiếp tục lại là qua người. Đây có lẽ sẽ là một trong những trận đấu với thời gian bù giờ kỷ lục ở giải đấu năm nay. Hải Lỡ. Thêm một pha dứt điểm. Bóng tiếp tục đi chạy cầu môn. Và cuối cùng thì tiếng còi của trọng tài chính cũng đã vang lên. Điều mà người hâm mộ của Trần Hưng Đạo rất mong chờ cũng đã tới, đó là tiếng còi mãn cuộc. Chiến thắng chung cuộc 4-1 dành cho cao thủ Trần Hưng Đạo trước Trần Phú ở trận chung kết Serie A. Chiếc cúp danh giá nhất ở giải bóng đá cúp mùa xuân 95-98 Hà Nội năm 2024 đã thuộc về và gọi tên các cầu thủ Trần Hưng Đạo rất xứng đáng. Một trận đấu mà họ đã lội ngược dòng thành công trước Trần Phú với 4 bàn thắng liên tiếp được ghi sau khi mà Trần Phú có được bàn thắng dẫn trước. Một trận cởi mở công hiến cùng với những tình huống va chạm quyết liệt, tất cả những gia vị đầy đủ hấp dẫn nhất đã tạo nên cho chúng ta một bữa tiệc bóng đá ở ngày cuối tuần thật sự tuyệt vời. Và đến đây thì giải bóng đá cúp mùa xuân 95-98 Hà Nội cũng xin tiếp được khép lại. Xin cảm ơn tất cả những sự quan tâm của quý vị và các bạn. Xin chào và gặp lại các bạn ở những diễn biến tiếp theo cùng với Kết Nối Bóng Đá.